Đã vậy còn đứng trong chùa, không biết đi đâu, có phải lễ chùa hay không? Dạ thưa, đây là chùa ạ. Nhưng đây là hoa của khán giả tặng cho em. Dạ thưa là chùa này là nằm trong chợ chùa ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Và chùa này được dời từ trong chùa ra đây. Và chợ chùa là có được từ năm trước, từ thời Pháp. Nhưng mà tới năm 2019 thì được xây dựng sửa chữa lại. Ngày xưa từ thời má Hương còn sinh thời chưa mất thì má đi chùa đó là giống như là đi chơi vậy đó cả nhà. Tại vì trước cửa chùa sẽ bán rất là nhiều thứ, có nghĩa là đi chùa, đi viếng chùa như là đi chợ, bán chợ mà trong đất chùa đó, rất là hay đúng không cả nhà. Và bây giờ người ta mở rộng thêm ra, ngày xưa chỉ bán một ít những thứ đó thôi thì bây giờ họ bán nè, ngoài bánh trái cây họ còn bán nón, nón quần, bán áo và bán thức ăn nữa, đặc biệt không ạ. Vẫn còn trong đất của chùa. Và xin mời quý vị khán giả đi vào chợ chùa. Em bận ngay vô tình bận một cái bà ba hồng ôm món hoa đỏ đi qua chợ chùa đẹp quá. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.